nên cúng ông táo ở đâu, cúng sao mới đúng. Thần táo quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có nguồn gốc từ ba vị thần, Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ, bắt nguồn từ sự tích hai ông một bà, vị thần đất, vị thần nhà, vị thần bếp núc. Tuy vậy, người dân vẫn quen gọi chung là táo quân hoặc ông táo. Theo quan niệm của người xưa, ba vị thần này được Trung ương Hoàng đế phái xuống trần gian, theo dõi và ghi chép những việc làm thiện ác của loài người. Sau đó, cứ vào ngày 23 hàng năm, táo quân lại cưỡi cá chép hóa rồng lên thiên đình, báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm, để thiên đình định đoạt công tội, thưởng phạt phân minh cho tất cả loài người. Vì thế, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, Tết Ông Công, Ông Táo, là người Việt lại làm lễ cúng tiễn Ông Công, Ông Táo về châu trời. Người dân thường chuẩn bị mâm cúng chu đáo. Từ xưa đến nay, các gia đình thường cúng Ông Công, Ông Táo trên bàn thờ gia tiên, nhưng thực tế đây là hai vị thần khác nhau. Ông Công là vị thần cai quản đất đai trong nhà, còn ông Táo là ba vị đầu rau trong coi việc bếp núc trong gia đình. Theo văn hóa Á Đông, vào ngày lập xuân, ngày đầu tiên của tiết lập xuân mở đầu 24 tiết khí trong năm, là ngày rất quan trọng. Trong các di chi cổ đã ghi rất kỹ việc ngày lập xuân, vạn vật tại nội gia phải an yên, con người tâm thái bình tĩnh, tích cực chào đón vận khí mới. Và cũng theo tập tục, ngày 23 tháng Chạp sau khi cúng ông Công, ông Táo xong, thì các gia đình sẽ tiến hành rút tỉa chân nhang, bao sái, lau dọn vệ sinh bàn thờ, tổng vệ sinh phòng thờ hay nơi thờ cúng và nhà cửa luôn để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên vào những năm đặc biệt, thủ tục sẽ phải khác hơn tùy biến linh hoạt phù hợp lễ nghi. Dù chúng ta cúng ông Công, ông Táo ngày nào, trước ngày 23 tháng 12 âm lịch hay đúng ngày 23 tháng 12 âm, vẫn phải tiến hành lau dọn bàn thờ, tổng vệ sinh nhà cửa trước khi bắt đầu bước vào tiết lập xuân, tiết khí của đầu năm mới. Năm 2021, lập xuân bắt đầu từ 21 giờ 59 phút ngày 3 tháng 2 2021, tức đêm 22 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Chính vì vậy, chúng ta phải tiến hành bao sái đồ thờ, dọn dẹp nhà cửa như dựng giường, lau dọn phòng ngủ, chuyển két sắt, lau dọn khu tài vị, tháo bếp, lau dọn bếp nấu. Di chuyển bàn ghế, lau dọn phòng khách, tháo lắp trần nhà trước 21 giờ ngày 3 tháng 2 năm 2021. Nếu gia đình nào cúng ông Công, ông Táo sớm vào các ngày 19, 20, 21, 22 tháng Chạp, ngày 22 tháng 12 phải cúng sáng hoặc cúng chiều, không cúng tối, nên rút tỉa chân nhang, bao sái, dọn dẹp tổng vệ sinh ngay sau khi cúng. Nếu gia đình nào cúng ông Công, ông Táo đúng ngày 23 tháng Chạp thì cúng xong để an yên, sáng sáng ngày 24 hay 25 mới được rút tỉa chân nhang. Vì ngày 23 tháng Chạp, trùng ngày 4 tháng 2, ngày lập xuân, không thể rút tỉa chân nhang được sẽ gây bất ổn cho vận khí đầu năm mới. Ngoài ra, cần chú ý khi làm các nghi thức rút tỉa chân nhang, phải rất chú ý không được làm xê dịch bát hương, không xê dịch bàn thờ. Nếu gia đình nào vì bàn thờ mối mọt, cong vênh, nứt vỡ hay nứt bát hương đồng gỉ cần phải đánh bóng, hay đơn giản muốn chuyển bàn thờ sang vị trí tốt hơn, buộc phải thay bàn thờ, thay bát hương, buộc phải di chuyển, thì sau khi chuyển vị bàn án thờ, chuyển vị bát hương, phải làm lễ an vị bát hương, an vị bàn thờ ngay. Trong các di chi cổ về tập tục văn hóa, đã ghi rất kỹ việc bát hương an yên trong một ngôi nhà là điều tối quan trọng. Kỹ thuật rút tỉa chân nhang phải một tay giữ bát hương, một tay nhẹ nhàng rút dần chân nhang. Lau dọn bàn thờ phải lau mặt nhật nguyệt của bát hương đầu tiên, lau bát hương trước rồi mới lau đến các đồ thờ khác. Chuẩn bị nước ngũ vị hương và rượu gừng pha vào nhau tạo bảy mùi hương là bảy vía của trạch chủ, thường là nam nhân trong gia đình. Nếu nam nhân làm chủ khí trong nhà để lại 17, 27, 37 chân nhang. Nếu nữ nhân làm chủ khí trong nhà, trường hợp mẹ quá con côi hay bà mẹ đơn thân, để lại 19, 29, 39 chân nhang. Khi lau dọn tổng vệ sinh bàn thờ, phòng thờ, tối kỳ mở toàn các cửa phòng thờ ra ánh nắng, ánh sáng dương quang chiếu rọi vào bàn thờ, gây tổn hại linh khí, phạm dương quan sát. Phòng thờ quanh năm buông rèm tối tránh ánh sáng bên ngoài, được dùng điện phía bên trong, và 24 trên 24 giờ bật hai cây đèn đỏ hoặc đèn vàng. Đề phòng hỏa hoạn, nếu dùng bàn thờ gỗ, nên đặt kiến trên bàn thờ, tránh tàn rụng gây cháy. Tuy nhiên, phải dán đầy can mờ để không phản chiếu hình ảnh đồ thờ xuống kiến kính. Ngoài ra, việc mọi người gộp chung cúng trên bàn thờ là chưa đúng. Chúng ta phải đặt mâm cúng ở hai nơi, ở bếp và bàn thờ tổ tiên. Ông Táo phải được cúng dưới bếp, còn ông Công được cúng trên bàn thờ, chính là trên nhà cùng với gia tiên. Lễ vật cúng táo quân. Lễ vật cúng táo quân hai ông một bà. Tuy mỗi gia đình chủ yếu là thành tâm nhưng thông thường cần chuẩn bị những lễ vật như sau: một bình bông, đĩa trái cây ngũ quả, thanh long, mãng cầu, trái dừa, đu đủ, xoài, ba chén chè trôi nước, ba đĩa mứt, ba đĩa trà khô, nhang, đèn, rượu, kẹo, cốm, bánh, giấy tiền cúng gồm tiền, vàng, bộ đồ, con ngựa. Ngoài ra cũng tùy mỗi gia đình, có thể cúng mâm cơm thường dùng hàng ngày gồm
cơm, canh, cá, rau, củ kiệu, đĩa thịt luộc hoặc gà luộc, mắm, đĩa bánh chưng hay bánh tét để dân cúng. Bên cạnh đó, tín ngưỡng dân gian còn dân cúng cá chép sống, vật để táo quân gửi về trời. Khi làm lễ cúng xong, người dân phóng sinh cá chép. Đặc biệt, ngày 30 Tết phải làm lễ trước ông Táo về ngự ở gia đình để cầu xin ngày phù hộ cho đất nước được thanh bình, nhân dân an lạc. Tất cả dân chúng đều cơm no áo ấm, mọi người đều sống thoải mái qua đầu năm cho đến những cuối năm. Điều đầu tiên và quan trọng nhất trong ngày ông Công ông Táo chính là việc làm lễ vào giờ đẹp. Mặc dù công việc cuối năm có bận rộn đến mấy, rất nên sắp xếp thời gian để lễ cúng ông Công ông Táo vào đúng thời điểm đẹp nhất trong ngày. Theo quan điểm dân gian, trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp sẽ là khoảng thời gian tốt để tiện ông Công ông Táo về trời. Ngoài ra, có thể làm lễ trước ngày từ 1 đến 2 ngày, không nên quá sớm hay quá muộn. Mâm cơm cúng sai món. Mỗi gia đình sẽ chuẩn bị một mâm cỗ cúng khác nhau, có thể là cỗ chay hoặc cỗ mặn, nhưng nguyên tắc vẫn sẽ áp dụng một số món cơ bản và đặc biệt cần lưu ý đối với những món ăn kiêng kỵ như thịt vịt, ngỗng, chim, trâu, dê, chó hoặc dùng các hoa quả dạ để bày trong mâm cúng. Có thể đơn giản hóa mọi thứ một cách nhanh gọn khi chuẩn bị các thứ đồ đơn giản hơn khi dân cúng trầu cau, nước và hoa quả. Thả cá chép bừa bãi. Việc phóng sinh hay thả cá về trời được thực hiện nhiều sau lễ cúng ông Công ông Táo. Tuy nhiên, điều kiêng kỵ nhất là thả cá chép bừa bãi hay đựng cá chép trong túi ni lông rồi thả xuống ao hồ. Điều này không chỉ gây nên sự phản cảm, làm ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái, mà còn kiêng kỵ khi cá sẽ không được phẩy phun để đưa ông Công ông Táo về trời. Đốt quá nhiều vàng mã. Có lẽ việc đốt nhiều vàng mã ngày ông Công ông Táo luôn là vấn đề được bàn thảo, tìm cách giải quyết. Điều này tùy thuộc vào sự ý thức, hiểu biết của từng người. Vì thế đừng quá lạm dụng mua sắm vàng mã trong những ngày tiễn ông Công ông Táo châu trời. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ những thứ thật cần thiết và hóa sau khi nghi lễ hoàn thành sẽ giúp tiết kiệm tối đa, tránh đi sự lãng phí.